Từ thành phố Hà Tĩnh, theo quốc lộ 15 đi về hướng Tây khoảng 10 km, đến xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà. Là vùng bán sơn địa với điểm xuất phát có nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, đã tạo nên một diện mạo nông thôn đầy bản sắc. Ô tô đi vào tận ngõ, nhà nào cây cối cũng xanh tươi, tràn đầy sức sống. Nhưng bản sắc nhất vẫn là thôn Tân Hương, một thôn có 231 hộ dân. Ngoài trồng lúa, thì nhà nào cũng trồng đào cảnh, phục vụ thị trường mỗi độ Tết đến xuân về. Và nghề trồng đào của người dân nơi đây đã hình thành và phát triển được hàng chục năm nay. Nhất là những năm xây dựng nông thôn mới, nhờ tiếp cận khoa học kỹ thuật, cũng như những chính sách phát triển của nhà nước. Cái đào là một cái truyền thống, nó đã du nhập từ cách đây có thể khoảng 30 năm. Một cái có thể nói là mang lại hiệu quả kinh tế rất là rõ nét và hơn hẳn so với những cái khác. Bởi vì tôi sở dĩ tôi nói như thế, bởi vì là ngoài cái vườn đào á, như chúng tôi đấy cả một quả đồi thì không nói rồi. Nhưng mà cả khu dân thì trong vườn khoảng 1.000 m² nữa. Thì họ chỉ trong khoảng 20-30 cân đào. Thì đơn giản một cân 1 triệu là có một năm có 20-30 triệu thôi. Sau khi phát động xây dựng phong trào xây dựng nông thôn mới mà, thì như thế là để đi vào lòng dân và đặc biệt là tăng cái trong cả cái vườn mẫu vườn gia đình thì vừa là cảnh quan đẹp răng đẹp sống, đồng thời có tăng cái kinh tế thu nhập của gia đình lên rất là nhiều, rất là phấn khởi. Là vùng bán sơn địa, đất đá bạc màu nên các loại cây ăn quả nếu trồng ở đây thì chất lượng không cao, chỉ vài năm là cây bị thoái hóa, sinh trưởng kém. Vì vậy, người dân chọn trồng đào để 1-2 năm là cho thu hoạch, đưa lại hiệu quả kinh tế cao. Mỗi lần gần đến Tết, từ khoảng 10 tháng chạp âm lịch ấy, thì là trên này dân nên rất vui và dân rất phấn khởi. Cứ bên ngay thì cứ làm thể cho ngủ bình tĩnh, hàng mai dày ra có 2-3 cân đào xuống chờ này thì có tiền. Mà tiền này rất cần thiết cho những lúc thiếu, rất cần thiết. Thế còn tiền lúc nào thiếu thì cũng có giá trị cả, nhưng mà nhắc biệt là cái Tết. Cây đào ở thôn Tân Hương chống chịu được hạn hán, ít sâu bệnh, không cần nhiều thời gian chăm sóc nhưng vẫn xanh tươi suốt cả năm. Mỗi năm cứ vào tháng 10, tháng 11 âm lịch, người dân ở đây bắt đầu chăm sóc tạo tán, tạo thế để bán vào dịp Tết. Cái hay ở đây là do cái duyên của người trồng hay đặc trưng thổ nhưỡng mà đào Tân Hương bao giờ cũng có màu sắc khác biệt, nở đúng dịp, lá xanh, nhiều nụ. Nên khi mua về chơi Tết thì cây vẫn nở hoa đến qua rằm tháng giêng. Về cái đào thì Tết để nơi cái số lượng người đến mua cũng rất đông. Cho nên là cũng lúc giáp Tết thì hẳn cũng vui. Là cũng nhờ là cũng vùng này thì cũng các bạn phát triển về cây ăn quả, vậy là cây đào. Nghề trồng đào không chỉ cho thu nhập cao đối với người dân sản xuất nông nghiệp, mà còn là thú chơi hào hoa, tao nhã, đặc biệt tạo thuận lợi cho người dân nơi đây xây dựng làng quê của mình thành làng quê kiểu mẫu và đang tiến tới là kiểu mẫu nâng cao. Muốn đạt được cái nông thôn mẫu nâng cao thì chúng tôi sẽ vận động người dân là trồng các cái cây đào cảnh, cây mai rồi các cái loài cây ăn quả ở vườn, cũng như là có như các cái vùng đất mà để cải tạo để trồng được các cái loài cây. Và ở các cái cánh đồng thì chúng tôi là muốn là có những đưa các cái loại giống mới vào để đưa năng suất cao hơn, để tăng cái thu nhập cho nhân dân, để cái đời sống nhân dân được cao hơn. Và trong cái việc này thì chúng tôi phải là lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân để quyết tâm và đồng tình để đưa nhân dân ngày một đi lên. Màu xanh mát mắt của những vườn đào sau những tháng ngày hạn hán cho thấy sức sống mãnh liệt của loại cây này trên vùng đất Tân Hương. Và cây đào đã tạo nên sắc màu khác biệt của làng quê kiểu mẫu Tân Hương.